sự thật có phải bất động sản nông nghiệp tăng 35 lần hay không? Những điều sau đây sẽ cho biết chúng ta có nên tin vào cái sự thật của bất động sản nông nghiệp nó tăng một cách kinh điển như vậy hay không. Tôi là Trần Văn Đình, đã có 20 năm trong đầu tư bất động sản và hiện nay tôi đang tạo rất nhiều khóa học trong việc tránh rủi ro cho những nhà đầu tư, cũng như xem chu kỳ nào sẽ nên vào tiền để bảo vệ tiền tài chính của chúng ta. Cảm ơn tất cả các anh chị. Và sau đây là những cái sự thật để chúng ta biết rằng mình nên chọn bất động sản nông nghiệp hay không, và nếu chọn thì chọn loại nào để chúng ta được an toàn. Không phải tất cả những cái bất động sản đều đưa đến cho mình cái sự lợi nhuận. Nếu như vậy thì đâu còn ai đi làm ở ngoài kia nữa, và cũng chả có ai nghèo cả. Đấy là một trong những cái sự thật. Nhưng trong cái rủi ro, sự thật đó vẫn luôn luôn rất nhiều cơ hội tạo cho những nhà đầu tư. Tại sao có những cái câu hỏi: ồ, cái bạn đấy bạn đã làm gì mà sáu mấy năm mà bạn đã giàu như vậy? Ồ, tại sao bạn đấy bạn đã làm gì ngày xưa đi học nó kém cỏi như vậy mà bây giờ nó giàu như vậy? Đó là những sự thật để chúng ta tìm hiểu, đào sâu, xem mình có nên tham gia vào trò chơi đầu tư bất động sản hay không. Và nếu đầu tư thì chơi đầu tư cái loại hình nào? Đó mới là một trong những cái câu hỏi cần phải hỏi để mình trở nên giàu có. Chúng ta cần phải đào sâu. Cái thứ nhất là trong những cái trò chơi, người thầy của Đình đã từng chia sẻ một điều như thế này mà Đình cảm thấy luôn luôn đâm tâm đắc anh chị ạ. Trò chơi, nếu chúng ta chơi trò chơi 100 triệu thì chúng ta có thắng đi nữa, tất cả những cái trò chơi thắng đấy thì mình cũng chỉ thắng 150 triệu. Nếu chúng ta chơi trò chơi 1 tỷ, nếu mình có thua thì mình cũng được một vài trăm triệu mà không cũng có được một cái bài học đó. Đó là mình chọn trò chơi. Vậy cái trò chơi đầu tư bất động sản là gì? Là cái sự nghề, là nghiêm túc chứ không phải là trò chơi anh chị. Và Đình cũng khuyến cáo rằng cái việc Đình chia sẻ đấy không phải là để bảo vệ anh chị chúng ta là nên đi vào lùa gà, lùa voi với tất cả mọi cái là vào đầu tư đi, mà đấy là để chia sẻ một cái góc nhìn cho chúng ta có một trong những cái lựa chọn tốt nhất vào những thời điểm phù hợp nhất. Cái lựa chọn đó nó tùy thuộc vào từng đối tượng, từng cá nhân và từng năng lực của từng người. Cái lựa chọn của người này nhưng có thể là cái thất bại của người kia. Vì vậy chúng ta hãy xác định kỳ, trong cái con đường đầu tư này nó không hề dễ dàng một tí nào, đặc biệt trong một cái thời gian tới này là cái sự thay đổi của luật đất đai, cái sự thay đổi của nhiều loại hình bất động sản, cái sự thay đổi của dự án khi đưa quỹ đất vào nó không hề rẻ giống như ngày xưa. Đó là một trong những cái một chu kỳ mới hoàn toàn, một chu kỳ của AI, một chu kỳ của ChatGPT và một chu kỳ của những người đầu tư bất động sản dài hạn. Vậy thì chúng ta cần làm điều gì? Có thể tin nổi bỏ một cái gì ra mà để hưởng được 35 lần không? Cái đó Đình chia sẻ với anh chị rằng hoàn toàn không. Bởi vì trên luật đất đai hiện nay đang là dự thảo thứ nhất, đó là sẽ áp bảng giá mới cho những cái đất mà gọi là đất thổ cư. Thì trong đất thổ cư đó thì có một số đất nông nghiệp, nếu chúng ta chuyển đổi thì đấy là cơ hội trong hiện nay, từ bây giờ cho đến đầu năm 2026. Nhưng nếu chúng ta không biết chuyển đổi thì có thể cái đất nông nghiệp đó lại là một cái bẫy để chúng ta rơi vào và mất tiền. Cái bẫy thứ nhất đó là không phải bất động sản nào, nông nghiệp nào cũng mang đến cái lợi ích giá trị tăng giá cả. Cái bẫy thứ hai đó là nhiều bất động sản nông nghiệp hiện nay là những nhà đầu cơ, những nhà đầu tư họ đang còn đẩy giá BA lên để bán, vì cái luật đất đai được áp dụng chỉ tăng giá ở một số địa phương, một số khu vực và một số quận huyện phường. Đặc biệt với thời điểm này ở thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta đang có 3 thành phố sẽ được hình thành trong tương lai, đó là thành phố Tây Bắc, thành phố phía Nam và thành phố phía Đông. Như vậy để có được 3 thành phố đấy cũng cần phải có một cái quá trình, cần phải quy hoạch và cần phải đưa được cái người về ở tại Tây Bắc và để tại những khu vực mà để chúng ta đưa về được cái con người về. Vậy để muốn đưa được cái con người về ở tại khu vực đó thì cần có thời gian, cần có được quy hoạch và cần được có hạ tầng phủ đầy, chứ không phải là nói ngày hôm nay ngày mai là thực hiện được. Kể ngay cả một cái luật đất đai chúng ta thấy không, nó đưa ra phải dừa lên dừa xuống, phân tích lên trình xuống, và sau khi quá trình trình được cái ý kiến đó rồi, từ cái luật đưa ra
đến cái ngày thực thi nó cũng đâu đấy nhanh thì 1 năm, chậm thì 2 năm. Thậm chí để đưa vào cho từng cá nhân cụ thể để hiểu, đưa vào cho người dân để biết, để có cái hướng dẫn cụ thể thì là cả một cái quá trình. Chính vì điều đó nên tạo ra những khe hở cho những người biết trong cái cơ hội hiểu trong luật, và những cái chia sẻ này thì tạo được cho chúng ta những cái cơ hội cũng như những cái mà để mình thay đổi trong cái cách nhìn, trong góc nhìn về cái đầu tư. Trước đây có thể chúng ta mua, chúng ta để đó không cần làm gì, nó vẫn tăng giá theo thời gian mặc định nào đó. Trước đây có thể chúng ta đầu tư với một người không có tay nghề tay mơ, mình để tiền đấy như bản thân Đình ngày xưa ở nước ngoài, mình chỉ cần mua mình quên nó đi, và 5 năm 10 năm nó tăng 10 lần 20 lần thậm chí 40 lần. Đó là một trong những cái cơ hội của thời kỳ chưa phát triển về bất động sản. Nhưng mà ở thời điểm này bộ luật đã đưa vào thực thi, internet nó quá phát triển, cái thông tin nó quá lộn lẫn lộn giữa cái người thật người giả nó quá chỉ là nhiều. Với một cái xã hội vũ cá như vậy, nó mang đến cho ta nhiều cái nghi ngờ, cái đúng mình cũng không biết nên chọn, cái sai thì mình cũng chả phát hiện được. Như vậy giữa đúng sai hiện nay nó quá lẫn lộn, mang đến cho những nhà đầu tư như anh em mình nó khó lựa chọn hơn rất nhiều so với cái thời kỳ mà 15 đến 20 năm trước mà định đầu tư. Nhưng mà không có nghề khó là chúng ta từ bỏ, không có nghề khó là mình không chơi cái trò chơi này. Khó thì chỉ dành cho những người kiên trì chiến thắng và tìm cơ hội đầu tư. Vậy thì làm điều gì để có được điều đó? Cái thứ nhất đó là mình hãy hoàn thành những cái mục tiêu của mình đầu tiên, đó là chọn cho mình những khu vực mà bất động sản nông nghiệp khi áp dụng vào cái bảng giá đất thực sự nó được áp dụng. Cái thứ hai là chúng ta phải biết được cái bất động sản nông nghiệp đó nó mang lại cái giá trị gì cho bản thân, cho xã hội, cho những người thuê nếu mình không có cơ hội quản lý để mình tăng tiền, nhân tiền lên đó có dòng tiền tốt. Cái thứ ba là với thiên nhiên thay đổi thì hiện nay, với cái sự ngập lũ liên tục, với cái sự thay đổi về hạn hán, với cái sự ngập lũ thoát nước ở các cái hệ thống của thành phố, nếu chúng ta chọn về nông nghiệp thì phải chú ý những cái điều về thiên nhiên. Nếu khi không có nước thì những cái cây này nó sẽ phát triển như thế nào? Nếu khi ngập mưa thì nó dẫn quyết đến cái vấn đề hậu quả như thế nào? Tất cả những cái bài toán rủi ro trên cái đất nông nghiệp cần phải vẽ ra một cách cụ thể, càng cụ thể trên đề án, càng cụ thể trên kế hoạch thì càng thể thắng lợi và hoàn toàn chính xác. Còn nếu không chuẩn bị thì chuẩn bị cho cái sự thất bại. Chúng ta cần phải có kế hoạch, không có kế hoạch là có chuẩn bị cho một kế hoạch thất bại. Kế hoạch thứ nhất đấy là kế hoạch về tài chính, kế hoạch thứ hai là kế hoạch chọn khu vực, kế hoạch thứ ba là luật áp dụng vào thì ai sẽ là người hiểu luật, kế hoạch thứ tư là ai có điều mình muốn đầu tư tại địa phương bạn muốn đầu tư. Không thể nào ai cũng giỏi với cái bất động sản nông nghiệp, cũng chẳng phải ai cũng giỏi với đất thổ cư cả. Vì vậy mình sẽ có kế hoạch chọn người, tìm người và tín người. Chọn người, tìm người và tín người anh chị nhá. Không phải là ai cũng có thể dẫn dắt, chia sẻ, chỉ cho mình những cái cơ hội ngon cả. Và cũng không phải ai cũng có cái trình độ trải nghiệm vá chạm và thất bại để chia sẻ lại những cái đấy cho anh chị cả. Đình đã từng nghe một người thầy nói là có 3 người thầy có thể dẫn đến mình được cái mục tiêu. Hãy chọn cho mình một cái người mình muốn trở thành, hãy tìm cho mình một người mentor. Người mentor là có thể dẫn dắt mình, truyền cảm lại cho mình những cái cách người ta thành công, và đặc biệt là dẫn dắt chỉ cho mình là tại sao làm điều đó. Và một người thầy là đưa đến cho mình mục tiêu, thúc đẩy mình, gọi là người cốt chính. Thì đó là một trong những cái để Đình có trở thành ngày hôm nay. Đình cũng cần tìm rất có nhiều người thầy, và trong những người thầy đó nó mang đến cho mình những cái trải nghiệm, kinh nghiệm, cũng như mang đến cho mình những cái hoàn toàn những cái trải nghiệm đấy dẫn dắt để mình có ngày hôm nay, thì mới là một trong những cái điều thật sự tuyệt vời. Và tiếp theo, để có thể tin nổi được cái đất nông nghiệp để tăng 30 lần, 15 lần hay không, thì Đình chia sẻ với anh chị, nếu chúng ta biết tìm khu vực thì chúng ta sẽ tìm được. Cái thứ nhất là phải tìm được cái loại bất động sản mà có thể chuyển đổi mục đích lên được. Từ đất nông nghiệp là đất trồng cây lâu năm, hàng năm đất lúa hoặc đất nông nghiệp khác vân vân, thì sẽ chuyển đổi lên đất ở nông thôn hoặc đất ở đô thị, thì mình đã tăng cái sự chênh lệch giữa giá trị của hai loại hình bất động sản khác nhau, nó đã khác hoàn toàn với cái việc đó.
Cái thứ hai là chúng ta có thể hoàn toàn thay đổi về tài chính nếu mình biết. Đó là mình sẽ biết được cái sắp tới dự án nào, có thông tin nào, con đường nào chạy qua. Thì đó là cơ hội để mình thương thảo cũng như đàm phán với chủ đất, chủ nhà, chủ dự án khi bảng giá đất được áp dụng vào một cách sát với giá thị trường. Mặc dù nó không được chuẩn nhưng nó dù sao cũng sát với giá thị trường. Cái thứ ba là nếu mình không tin thì mình luôn nghĩ rằng tất cả những cái bất động sản ngoài kia nó đều tăng giá. Thì đấy là một cái sai lầm lớn, nên thì chú ý cái sai lầm này. Cái sai lầm thứ hai là sai lầm về khí hậu, trong việc không phải bất động sản nào nó cũng mang được giá trị cho cái việc trồng trọt cây trồng hoa củ quả để dẫn đến cái người tiêu dùng hoặc chuyển đổi được. Cái thứ ba là hiện nay phải chú ý rằng luật đất đai sẽ áp dụng không có nghĩa là cái bất động sản của mình nó mang đến cho mình những cái việc là chuyển đổi dễ dàng mục đích được. Và cũng để nếu mình để hoang đồng nghĩa với việc mình sẽ mất tiền. Nếu mình để hoang đồng nghĩa với việc tài sản bất động sản của mình nó sẽ đi theo thời gian phải bị thu hồi trên 12 tháng. Nếu trên 12 tháng cái đất nông nghiệp đó không sử dụng đúng mục đích, có thể bị nhắc nhở thu hồi, nhẹ thì phạt và nặng thì đấy, anh chị thấy hay không nhỉ? Anh chị thấy hay thì hãy bình luận bên dưới để mình có cơ hội chia sẻ nhiều cho anh chị hơn. Và tiếp tục câu chuyện này anh chị này. Trong cái đầu tư bất động sản, không ai nói rằng cái này nó đúng, cái này nó sai, cái này nó không được. Nhưng chúng ta phải biết rằng cơ hội luôn dành cho người biết nắm bắt, cơ hội luôn dành cho người biết chiến thắng. Thì đó là một trong những cái đầu tư hiệu quả mang đến cho mình những cái tuyệt vời nhất anh chị. Cái tiếp theo để chúng ta biết đầu tư hiện nay, đây là một cái chu kỳ thay đổi trong luật đất đai. Thường từng chu kỳ đó nó mang đến cho mình những cơ hội. Vậy thì hãy tin vào cái điều đó thì mình sẽ nhìn thấy anh chị nhé. Mình sẽ nhìn thấy những cái cơ hội đấy. Ngày xưa mình không hề tin là mình sẽ có nhiều bất động sản. Mình nghĩ làm sao để mình đủ ăn. Mình cũng nghĩ làm sao để mình có được một miếng đất mình ở. Nhưng sau một miếng thứ nhất, miếng thứ hai, miếng thứ ba, và cuộc sống nó như vậy, mình không có cái điểm dừng trong việc phát triển. Bởi vì trong tiềm thức của mình, mình luôn luôn ao ước để được trở thành giàu có. Mình muốn tìm điều đó thì mình sẽ nhìn thấy những người có điều mình muốn. Và sau đấy mình tìm, mình học, mình đi vào tiềm thức. Và sau khi mình học, mình hiểu như thế này, giống như anh chị chúng ta bây giờ ngồi nghe như thế này, mặc dù là nó không có tiền, nghĩ rằng là cái việc này nó nhảm nhí, nhưng đến một cái thời điểm nào đó rồi thì chúng ta sẽ nhận được một trong những cái điều quan trọng nhất. Đó là mình sẽ nhận được cái cơ hội khi tiền hiệu nó xuất hiện quá. Tất cả những cái cơ hội nó đều giống nhau, cho dành cho tất cả mọi người giống nhau. Nhưng nếu mình biết nhận cơ hội, nhìn cơ hội và nắm bắt cơ hội thì nó mới chuyển đổi ra tiền. Còn nếu mình không học, mình không có tầm nhìn thì nó cứ trôi qua một cách lặng lẽ, bình thản như vậy. Và cuộc sống nó cứ luôn xuất hiện và trôi qua, xuất hiện và trôi qua. Thì đó là những cái chia sẻ để anh chị chúng ta tin thì nó sẽ có, không tin thì nó hoàn toàn không có. Nếu tin thì mình phải biết tìm người ai có điều mình muốn. Cái thứ hai, nếu không tin thì mình cứ nói thôi, kể, không có liên quan đến tớ. Cái thứ ba là mình phải tin thì mình phải học, phải tìm. Trong những cái rủi ro đó thì luôn luôn xuất hiện những cơ hội. Đó là cái chia sẻ của Đình qua cái video này. Cảm ơn tất cả các anh chị. Nếu anh chị thấy hay thì hãy đăng ký kênh bên trái hoặc bên phải của màn hình để mình nhận được những cái video sớm nhất có thể. Cảm ơn tất cả các anh chị.